Đây là đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Sài Gòn quý vị. Và đây là nhà thờ Tân Hương. À, giáo xứ Tân Hương quý vị. Trước đây là chợ Tân Hương quý vị, bên phải đây. Quẹo trái là đường Văn Cao đi ra ngã tư bốn xã, đi về Bình Trị Đông, Bà Hôm quý vị. Đây chợ Tân Hương nè. Bán me dốt nè. Chị thấy ở Sài Gòn buôn bán trên vỉa hè lòng đường là chuyện bình thường đó, vì bà con đi chợ đi làm về tấp vô đường mua cho nó tiện quý vị đó. Bán trái cây. Gạo rửa xe. Rồi quẹo phải đây là đường Tân Quý quý vị. Từ bốn xã đi về quận 6 vậy, bây giờ rẽ phải đi hướng Bình Hưng Hòa. Hiện tại Bình Hưng Hòa này đang bị giải tỏa quý vị, phải di dời mộ. Đất đai mắc nên người ta khuyến khích là thiêu quý vị, nên ở Bình Hưng Hòa cũng có lò thiêu rất lớn, sau đó người ta lấy tro cốt về nhà thờ tiết kiệm, và thứ hai là bị
sinh nữa. Rồi phía trước đây là ngã tư Bình Long với Tân Kỳ, Tân Quý quý vị. Quý vị nhìn bên tay trái là khu vực Lò Thiệu, nghĩa trang Bình Hưng Hòa quý vị. Giờ đang đi qua thấy không? Và tiếp tục đây là đường Hương Lộ 3. Khu chung cư Celadon mới đó, đang quy hoạch. Tôi đang chạy dọc theo kênh 19 tháng 5. Bên trái là kênh này nó thôi lắm quý vị, và nó chảy qua chỗ cầu Thâm Lương ở khu công nghiệp Tân Bình đó. Nó chảy qua khu Tân Hòa rồi nó ra ngoài Bình Chánh quý vị, Bình Tân, Bình Chánh. Qua đây là quận Bình Tân quý vị. Thank you.
Đó, đây là chợ kênh 19 tháng 5 nè quý vị. Chợ phường á. Bán đồ chuẩn bị Tết nhộn nhịp không? Đây trở lại kênh 19 tháng 5 nè quý vị. À, thỉnh thoảng có những cây cầu để bà con đi qua lại cái kênh nè. Đây bên phải là đường vào Hội Thánh Tinh Lành Bình Tân. Đây là đường 26 tháng 3 nè quý vị. Đó, chị Điệp nhìn đường 26 tháng 3 nha. Đến đây gặp đường số 8, đường số 12 quý vị. Ra đây gặp đường Tân Kỳ Tân Quý quý vị.
Đây là khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa quý vị. Đây khu vực lò thiêu Bình Hưng Hòa quý vị. Đây đối diện là bãi xe người ta đi đưa đám ma đó. Đây có nhà sư đi tụng nè. Ở đây nó nằm ngay cái đường bay Tân Sơn Nhất, thì thấy nghe tiếng máy bay không? Đây là Bình Hưng Hòa nè quý vị.